rất đơn giản cho Hà. Đây, thêm một cái mã mới nữa, Hà sẽ lên những cái mã mới trước hết nha. Đây là cái ngũ cốc. Cái này là ngũ cốc và có chứa cái thành phần hồng sâm và có cái củ thiên ma ở trong này luôn nha cả nhà nhá. Nó thật ra mà nó rất là tốt cho cái sức khỏe của mình, những người mà bị đau đầu, những người bị này kia đấy, thì là nói chung lại là dùng những cái ngũ cốc như thế này tăng cường cái sức khỏe cho mình này kia đấy mọi người. Chị Hà lên tinh chất ủ bóng đi. Ờ, chị cứ tưởng là hôm nay chị nhận được cái tinh chất ủ bóng nhưng mà cuối cùng chị lại không nhận được hàng. Tuyết ơi, chị lại không nhận được hàng, nó nằm vào cái đơn ngày hôm nay mà nó lại không về hàng. Mọi người yên tâm đi, cái ủ tinh chất ủ bóng X5 đấy á, giá cực kỳ là đẹp luôn cho mọi người, cứ yên tâm đi. Hà về một cái là mọi người cứ yên tâm, Hà sẽ về một cái là sẽ post lên bài và sẽ báo giá luôn cho mọi người luôn để mọi người tha hồ chốt. À, nói thật, mọi người cứ yên tâm. Tại vì cứ tưởng là hàng hôm nay về là nhận được là lên cái ủ bóng đấy cho mọi người hết luôn rồi. Và cái thôn ở bét nữa cũng thiếu nợ cũng khá là nhiều luôn. Đấy, cái này nó là ngũ cốc hồng sâm thiên ma nha cả nhà nha. Bởi vì khách hàng của Hà rất là nhiều người nói với Hà ấy là lấy cái ngũ cốc ngải cứu, nhưng mà Hà thấy Hà nghiên cứu rồi. Hà nghiên cứu tới, nghiên cứu lui, Hà hỏi hết cái này, hỏi qua cái kia. Nhưng mà cái cuối cùng, chị, hàng em vừa mới về, chị hỏi em mùi gì, em chịu. Em chịu thua luôn đấy chị. Bây giờ chị phải thử đi để chị biết. Nó vẫn có những cái thành phần đậu, nó có vẫn có những cái thành phần ngũ cốc mà cả nhà nó vẫn có. Nhưng mà tinh chất ủ bóng mình ủ qua đêm, chính xác. Mình bôi nó để mình ủ qua đêm nó luôn ấy, đó y như là một cái dạng là nạ. Em hiểu không? Giống y như là một cái dạng nạ vậy đó. Thì mình bôi cái đó lên, ủ bóng xài phê lắm cô ơi. Rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Cái này mà về rồi á thì mọi người biết rồi đấy. Cái giá là cực kỳ là đẹp cho mọi người luôn. Cứ yên tâm. Hà không biết là mọi người đã mua những cái set hu chống nắng mới về ở đâu đó, ai bán trước đó bao nhiêu, rẻ hay là như thế nào thì không biết. Nhưng mà nói thật, Hà mà đã về rồi, ổn định giá cả rồi, lúc đấy là giá lúc nào cũng tốt hơn người khác hết. Hà nói thiệt luôn, mọi người tin Hà đi. Cái kem cổ đó, cái kem cổ nha, cái kem mà để cho chị nhăn cho cổ đấy, mọi người biết không? Người ta bán tới tận 27 đồng một hũ. Hà bán nào giờ chỉ có 20 đồng thôi. Hà nói với mọi người sao? Những cái hàng này á, này, Medibill này, 3W này, Hà nói thật luôn, cho dù là bất cứ hàng nào, Hà bao giá luôn cho mọi người, nên mọi người cứ yên tâm. Cái gì mà Hà đã mà cứ để cho mọi người cứ là bắt đầu ra, cái bắt đầu giá cả nó lộn xì ngầu, nó tùng lộn tùng phèo hết. Mọi người không biết cái giá nào là giá thật, không biết cái giá nào hết. Cứ đợi ra đi. Hà gì Hà cũng có hết. Hoặc mình có thể làm nạ để 2 tiếng rồi rửa lại cũng được. Đúng rồi, nó là một cái dạng nạ đó. Nó ủ đó. Mọi người biết ở đấy, hồi xưa nó có những cái dạng như là nạ mà ủ trắng của Betty Cochon đấy. Là những chị em mình ấy là cứ hay bôi nó lên và ủ nó. Xong rồi mọi người rửa lại, cứ ủ nó như vậy đấy. Thì cái nạ của X5 này nó cũng y như vậy luôn nhá cả nhà nhá. Nó cũng y như vậy luôn. Mình bôi thôn rồi xong bôi tinh chất ủ bóng qua đêm. Đúng rồi, mình bôi người ta nói là mình có thể là dưỡng da luôn, xong mình bôi cái đó lên bước cuối cùng, xong bắt đầu cái là mình để như vậy đó, là qua đêm đó, sau đó là mình để nó, hoặc là mình bôi nó lên, mình để mấy tiếng mình rửa lại cũng được luôn. Đó là như Tuyết nói đó, cũng được luôn nhé cả nhà nhá. Cái ngũ cốc hồng sâm thiên ma này á thì mọi người biết rằng đúng ra của nó, một bịch của nó là có 45 gói thôi, nhưng mà nó tặng thêm cho mình 3 gói nữa là thành ra 48 gói nhé cả nhà nhé. Còn cái vị như thế nào thì mấy chị em mình phải trải nghiệm thôi. Cái hàng này là hàng mới của Hà, và thật sự mà nói nhé cả nhà nhé, sau khi Hà cứ nghiên cứu tới lui và cái ngũ cốc ngải cứu thì Hà nghĩ là cái hồng sâm thiên ma nó sẽ tốt hơn. Đọc cái công dụng và cuối cùng Hà chốt là Hà sẽ bán ngũ cốc thiên ma. Bởi vì sao? Nếu chị em mình thích cái ngũ cốc mà ngải cứu ấy, thì mọi người có thể là thấy ai đó bán ấy, thì mọi người thí dụ như là người ta bán cái món đấy thì Hà sẽ bán món khác. Đúng không cả nhà? Để cho mọi người có nhiều cái trải nghiệm để mọi người thích. Mọi người giống như là ok, mình thích uống cái gì thì mình sẽ chốt cái đó, đúng không? Nhưng mà Hà thì Hà thấy là cái ngũ cốc hồng sâm thiên ma thì Hà lại theo Hà thì là nó sẽ thích hơn, cho nên là Hà đi sát vào thực tế Hà bán nhá. Em lấy một bịch ngũ cốc chị Hà. Ok Tuyết nha. Tuyết ơi, chị nợ đơn em cái ủ bóng đấy về thì chị sẽ thông báo với em luôn. Tại vì khi mà cái ủ bóng đấy về đấy thì là cái tôn nào bét nó cũng về luôn nhá.
Cái ngũ cốc thiên ma này giá của em này là 32 oi nhé cả nhà nhé. 32 oi một bịch, được 48 gói, đúng ra của nó là 45 nhưng mà nó cộng thêm cho mình 3 gói nữa là 48 nha cả nhà nhé. Cái này á thì Hà nghĩ là không biết là sau này có ai bán nữa hay không, nhưng mà Hà thấy cái này đâu uống cũng ok. Cái này nó cũng của tập đoàn Samsung, nó cũng mua bảo hiểm vào trong này luôn nhé cả nhà nhé. Samsung nó cũng có mua bảo hiểm trong này luôn. Ok rồi, chào chị Bình nhé. Chị Bình nhận hàng rồi ha. Ok rồi, Hà qua một cái mã khác cho mọi người nữa nhé. Cái gì rồi, giá nó cũng nhích lên một chút xíu hết cả nhà ơi, bán giờ nó chán thật luôn đấy cả nhà. À, Hà có một cái này rất là hay, đâu rồi Hà có một cái ủ môi mới của Hà về đâu nhỉ? Ủa tại sao Hà không thấy cái đó ta? Đây,